Ok, uh, bài tiếp theo này thì chúng ta thấy là chúng ta có cái câu hỏi trong đầu là Ô, oh, như thế thì chúng ta tìm hiểu gì hay chúng ta nghiên cứu gì hay chúng ta học tập gì Thì mình có Google rồi thì tại sao phải có chat -Cpt làm gì Đó, Đấy là một cái câu hỏi mà cũng nhiều người hỏi mình Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ cần phân biệt hai thứ cái hai cái sản phẩm rất là đình đáng này đúng không Google thì là một công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới bây giờ và ChatGPT là một cái công cụ AI phát triển nhanh nhất thế giới và chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa nó. Đầu tiên giống nhau thì nó đều là những cái công cụ AI, thằng Google nó cũng có cái tác nhân AI ở đấy khi mà nó gợi ý tìm kiếm, à, gợi ý kết quả thông minh dựa trên AI. Đó. Nhưng nó khác nhau ở một số điểm như sau. Đầu tiên thì mục đích của nó thì Google là công cụ tìm kiếm giúp bạn tìm kiếm những cái liên kết tức là cái link đường link dẫn đến thông tin các trang web trong khi chat CPT thì nó là công cụ tương tác không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn xử lý một cách thông minh và cá nhân hóa nội dung theo nhu cầu của bạn à, cái sự tìm kiếm và xử lý thông minh để nó ra được cái output theo định dạng của mình thay vì một list các cái trang web một list các cái đường link đúng không thay vì thì về chúng ta có thể ra gợi bảo cho nó là ra cái format layout json hoặc ra là một dạng bảng hoặc ra một dạng ảnh, Đó, một dạng dạng video sai thì thì các này lấy đầu tiên là mục đích nó khác nhau như vậy. Thật kỹ thuật tìm kiếm, tài tìm kiếm tổng hợp và xử lý ra được và thứ ba là theo cá nhân hóa nội dung. À, tức là chúng các bạn nó sẽ biết được các bạn trước đây các bạn hỏi gì, các bạn quan tâm đến cái gì thì nó sẽ càng về, càng về sau các bạn dùng nhiều thì nó sẽ càng hướng dẫn cho các bạn những cái sát với cái các bạn mong muốn hơn base trên cái những cái bạn tìm hiểu. Thứ hai là nhập liệu. Thì Google Search thì chúng ta yêu cầu người dùng họ yêu cầu người dùng nhập truy vấn một cái đoạn text, một cái đoạn query từ khóa đúng không? Trong khi chat GPT thì tương tác theo cách trò chuyện tức là các bạn có thể lặp đi lặp lại được, các bạn có thể trao đổi như là mình trao đổi với bạn, một cái người trợ lý, một cái người cộng sự để làm sao để đưa ra được cái kết quả tốt nhất khi mà chưa có được cái sự đồng nhất, cái sự đồng nhất thì các bạn có thể hỏi tiếp nó là tôi thấy cái cái ý kiến của bạn hay đấy nhưng mà tôi muốn bổ sung thêm cái này hoặc là tôi muốn thiên về một cái này bạn đồng ý không? bạn có thấy ok không? thì bạn chỉ, chỉnh sửa cho mình đó thì giống như hai người đồng nghiệp đồng nghiệp nói chuyện với nhau. Đó. thứ ba là về kết quả thì google search thì trả về một danh sách trang web liên quan đến truy vấn thôi còn chat CPT thì cung cấp một câu trả lời hoặc một phản hồi duy nhất đó. và tức là nó đã tổng hợp cho chúng ta rồi thì bốn mươi phần trăm thống kê thì là bốn mươi phần trăm những cái lần nhấp chuột đầu tiên trên Google sẽ quay lại trang tìm kiếm tức là chúng ta mà nhấp vào cái trang đầu tiên thì khả năng 40 phần trăm là chúng ta sẽ phải quay lại tìm kết quả khác có nghĩa là chúng ta phải mất công để chúng ta lựa chọn những kết quả phù hợp nhưng mà đây nó đã lựa chọn cho chúng ta rồi chúng ta không cần phải mất thời gian tức là nó xếp rất nhiều tham tiết kiệm thời gian Đúng. thứ tư là về phạm vi thì Google search thì chúng ta truy cập dữ liệu dung lượng lớn ở trên website trong khi chat CPT thì giới hạn bởi dữ liệu được huấn luyện Tức hiện tại bây giờ thì chat CPT nó huấn luyện dữ liệu đến đâu thì chúng ta sẽ được đến đấy theo mình biết thì đến nó khoảng đến năm 2022 đến năm 2023 có nghĩa là những dữ liệu thời gian thực vừa mới xảy ra hôm qua thì chúng ta sẽ không thấy uhm, chưa thấy nhưng mình tin là nó sẽ thay đổi theo thời gian và nó sẽ giúp chúng ta có thể xuất thời gian thực cái này rất là hay sau này chúng ta mình nghĩ là năm ba năm năm nữa hoặc ngắn hơn chúng ta sẽ có những cái, cái cải tiến như vậy. Đó. Tóm lại thì Google Search là công cụ tìm kiếm để tìm kiếm tìm kiếm thông tin trên web. thì ChatGPT thì nó là một công cụ trò chuyện giúp bạn có thể đặt câu hỏi đúng và tổng hợp thông tin theo nhu cầu của bạn. đó.